Rồi, 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 ok. Mà bên Trung. Giờ là trận đấu trường thứ 5 kỳ 164. Là một trận đôi giữa đôi. Rồi, rồi, rồi. Bầu cho anh em đã chơi thôi. Rồi, rồi, ok, ok, ok. Cho tôi đi thôi. Em mau bốn xì bên Trung. Rồi, có bốn xì bên Trung. Chủ làm Trung. Đại bốn xì bên Trung. Tên. Xem 1-16 như vậy tỷ số là 1-0 cho đôi, tạm thời là 1-0 cho đôi Trung Mẫn. Xét đấu thứ hai không đều. Thank you.
Không cho đôi Trung Mở. Trận đấu thứ 3 không đều. Nó mới dài rồi, nó trong nhà rồi.
quá chung ơi. Ấy da. Xét 3 cho đôi Trung Mẫn. Như vậy tỷ số thành cục bây giờ tạm thời là 3-0 nghiêng về cho Trung Mẫn. Xét đấu thứ tư và cũng là những cơ hội cuối cho đôi cặp đôi thật của Quốc Anh. Và kết thúc trận đấu với tỷ số 4-0 cho cặp đôi Trung Mẫn.